mà Biển Đông dậy sóng, Đức Thầy sẽ xuất hiện. Thế hồn mới về nước biệt được, như hai chiếc đũa vậy đó. Còn những gì mà Đức Thầy kêu thụ lên đây nói trước, để mục đích lộ cơ là để cho tất cả thế giới sau này ghi vô mấy cái băng này để biết là ông trời là có thiệt, có ông trời mang thân người, reincarnation là có thiệt. Chứ họ không có tin mấy cái này, cho nên mấy cái này chỉ là phần phụ thôi. Phần chính là cơ trời đã đi, giống như mấy con bấm địa chỉ vô 1920 hill top này đã đi đúng địa chỉ này thôi. Còn khúc giữa nó có bị cái gì chút chút là do phụ sinh, cũng giống như đúng là từng rồi á, thù á trâu thêm tới mấy tuần nữa để làm công việc. Nhưng mà ở trong nước nó có nội biến, thì bề trên nói á, là sắp có đảo chính, cho nên thụ vừa về xuống bay thì có thằng Nam Quan tới nó phỏng vấn á, mà nhờ vừa về kịp thì thụ lên ba cái nhang sinh không có đảo chính, sinh cho một người á, ở khúc giữa nước Việt để mà cân bằng cái nước Việt lại, để mà không có đổ máu. Tại vì ngay trong lúc này mà đổ máu thì nó sẽ biến loạn dữ lắm, nó sẽ sanh ra cái khác. Trong nước Việt là một bộ phận được thượng đế phong lại. Phong lệ là ở ngoài, không có giống như Hamas mà chết nhiều, không có giống như Iran, cũng không có giống như Bắc Hàn mà đói quá, cũng không có giống như Trung Cộng bây giờ cũng thê thảm lắm. Tức là một nước ác nhưng mà lại không có bị nhiều cái trừng phạt của bề trên. Thì hồ mới sinh không có đạo chính, thì sẽ có một nhà lãnh đạo miền Trung lên để mà cân lại thế lại. Và có cân cũng là tạm thời thôi. Khi cơ trời đi là thay đổi, là thay đổi. Con nên nhớ cộng sản, người người ác họ cũng sẽ là ác thôi. Có quay đầu cũng là bỏ nửa cái ác, cũng vẫn còn nữa. Trong cái mầm mống đó. Rồi chứ bộ biết nhiều lắm mà nói lên đây á, thì nhiều lúc nó lộ quá đi. Nhưng mà họ cũng là người Việt, chỉ có một cái là cho họ sống mãn một đời này. Người thế gian không có chừng trị người thế gian, để nếu họ quay đầu sớm thì họ còn được tái sanh làm người, chứ cũng chưa chắc họ được về trời. Còn nếu mà họ không quay đầu thì họ sẽ đi xuống địa ngục vĩnh viễn. Đó là hai đường họ phải đi. Còn mong cho họ về trời cũng hơi khó đó. Trừ khi mà họ thật tâm sám hối nhiều á, thì quả mai một đời này về trời luôn. Nhưng mà rất là khó.